Trước hết thì chúng tôi rất ấn tượng với cái tầm nhìn của Sơn Kim Land là xây dựng cái thành phố thông minh tại dự án The Night Stella là một trong những thành phố thông minh hàng đầu của châu Á. Thế thì trong khuôn khổ của cái hợp tác của chúng tôi với Sơn Kim Land thì chúng tôi sẽ cùng với các đối tác toàn cầu trong cái hệ sinh thái về thành phố thông minh của Vincom trên thế giới, với hơn 400 đối tác trên thế giới, thì chúng tôi sẽ cùng với Sơn Kim Land xây dựng các giải pháp thành phố thông minh, xây dựng những cái tiện ích, những cái hạ tầng của thành phố The Night Stella để đem lại cái lợi ích cho người dân cư tại thành phố The Night Stella và nâng cao chất lượng sống của người dân tại dự án The Night Stella. Dự án thành phố thông minh The Night Stella với Sơn Kim Land là một trong những dự án rất quan trọng của chúng tôi, của Vincom tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới. Có thể nói đây là một trong những cái dự án thành phố thông minh tiêu biểu của chúng tôi trên thế giới, và cùng với các đối tác của chúng tôi trong hệ sinh thái thành phố thông minh trên toàn cầu, chúng tôi sẽ cùng với Sơn Kim Land để xây dựng những cái giải pháp thành phố thông minh giúp nâng cao cái chất lượng sống của người dân tại dự án The Night Stella. Cái việc chọn Sơn Kim Land xây dựng cái thành phố thông minh đầu tiên tại Việt Nam, đấy là vì chúng tôi cùng chia sẻ cái tầm nhìn là ứng dụng công nghệ mới như là 5G, IoT sẽ nâng cao cái chất lượng sống của người dân, và đồng hành với cái tầm nhìn của thành phố Hồ Chí Minh là xây dựng thành phố Thủ Đức là một trung tâm sáng tạo của thành phố và của thế giới, của Việt Nam trong những cái năm tiếp theo.